em cũng hợp lý. Khi mà em sử dụng thì ngoài cái việc là em cảm thấy là nó là cái cân nặng của mình ra thì em có thấy là nó có những kiểu bên ngoài ấy, ví dụ như thể là da dịch hay là mọi cái mặt của mình nào em có thể chia sẻ rồi. Da của em thì nó do hồi trước bị mụn nên giờ cũng giảm rồi, nhờn thì cũng giảm, với lại da nó cũng sáng hơn. Còn tóc của em hồi trước hay rụng nhưng mà giờ nó cũng khác rụng rồi. Anh chị thấy Happy Meal rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và bạn đã tin tưởng dự án này và sử dụng Happy Meal rất là đều đặn. Và anh chúc cho em sẽ tiếp tục mang những cái giá trị tốt đẹp nhiều hơn và mang những bữa ăn hạnh phúc tới cho mọi người nhiều hơn. Cảm ơn em rất là nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến cùng với một phần chia sẻ về các sản phẩm của một nhà phân phối lãnh đạo. Và các anh chị hãy cùng vỗ tay thật lớn để tôi mời đến đây chị Sapphire Trần Thị Kim Ngân. Kim Ngân xin chào tất cả các anh chị. Các chị khỏe không ạ? Khỏe. Khỏe nhiều hả? Tôi nghĩ là chắc chưa dùng Nutrilite rồi. Các anh chị khỏe không ạ? Khỏe. Khỏe. Vậy là dùng không điều rồi nè. Ok, hôm nay thì Ngân... hồi nãy bạn Cưng có gặp Ngân và tôi nói là chị ơi, trong vòng thời gian qua thì chị tâm đắc cái sản phẩm gì nhất của Amway. Cái Ngân mới hỏi nói với Cưng là bây giờ em hỏi thử đi, bất cứ sản phẩm nào chị cũng tâm đắc hết. Nhưng mà thật sự là Ngân hôm nay Ngân lên chia sẻ và Ngân thấy là ở sản phẩm mình hôm nay hình như nữ nhiều hơn nam nè. Thì Ngân thấy có cái điều này và Ngân đang rất hào hứng với cái sản phẩm này, nên là Ngân chia sẻ với các anh chị. Nếu mà nữ á, thì mình về mình để ý thử coi có đúng không. Còn nếu mà nam á, thì cũng nên để ý, nếu mà thấy ok mua tặng cho bà xã hoặc tặng cho bồ. Thì thời gian gần đây á, là Ngân xài rất là thường xuyên một cái sản phẩm, đó là cái hộp chì kẽ chân mày. Cái hộp chì kẽ chân mày ba màu của mình đó các anh chị. Và Ngân tâm đắc cực kỳ luôn. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình đánh lên á, và hầu như ngày nào mà Ngân đi ra đường, Ngân có thể không trang điểm nhưng mà Ngân bắt buộc phải kẽ chân mày. Bởi vì á, đánh lên cái độ tự nhiên của nó rất là tuyệt vời. Và nó có cái phần, cái hộp ở chính giữa có 3 hộp. Ở trong cái hộp kẽ chân mày thì cái hộp ở chính giữa là cái hộp là sáp ong. Nó là hộp sáp ong. Và khi mà mình sức lên như vậy á, thì Ngân cảm thấy rằng là mỗi ngày á, là cái giống như nó làm mượt cái lông mày của mình hơn, và nó có vẻ là nó chắc hơn. Rồi xong cái độ bám của cái màu, hai cái màu còn lại mình phối á, nó rất là tuyệt vời. Và Ngân thích nhất á, là khi mà mình đi ra mình dùng cái chì kẽ chân mày của bên Artistry mình á, thì nó cái độ tự nhiên của nó rất là thật, độ thật, và người ta nhìn, người ta không có biết là mình vẽ, và người ta nhìn nó rất là tự nhiên. Và họ cứ hay khen ở chân mày em nhìn tự nhiên khỏe đâu đó. Thì đó là điều mà Ngân cảm thấy tâm đắc nhất đó. Nên là khi mà mình xài và mình tâm đắc đó, thì mình sẽ chia sẻ nó hào hứng hơn. Cái đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì cái Nutrilite thì Ngân hôm nay Ngân phiên bản của 2018 này thì nó khác hoàn toàn với phiên bản trước khi Ngân đến Amway. Nếu có gì thì Ngân sẽ chia sẻ cái hình đó cho các anh chị. Và trước khi lên sân khấu này thì Ngân cũng dùng hộp protein, và Ngân cũng mới lắp mà hộp protein nó còn ở trên bàn kìa, thì Ngân uống cũng vừa xong. Thì thật sự là hằng ngày cái sản phẩm không thể thiếu đó là protein. Sáng nào Ngân cũng dùng một phần Happy Meal, và tối thì Ngân ăn gì ăn phải có hai muỗng protein để nó vẫn đảm bảo là cái lượng đạm trong cơ thể của mình nó đầy đủ, để cho cái những cái tế bào của mình nó khỏe nhất có thể. Và nếu mà các anh chị sử dụng lâu ngày, và Ngân cũng sử dụng lâu ngày rồi á, thì hồi Tết này Ngân gặp lại tất cả các bạn cũ á, là họ chỉ có và họ cứ hỏi liên tiếp mà mình cũng không có cái trả lời như thế nào, trong khi trước đây mình mời muốn chết luôn mà nó không có chịu nghe về Nutrilite hay là Amway, nó nói ba cái thực phẩm chức năng đó hả, thôi. Nhưng mà bây giờ mình yên, mình không nói gì hết, mình tập trung mình dùng xong 6-7 năm gặp lại một cái nó bất ngờ, quá trời bất ngờ luôn. Thì đó chính là cái cảm nhận của Ngân, và Ngân trong suốt 6-7 năm qua thì Ngân dùng protein rất là đều, và khi mà đều như vậy thì các anh chị thấy là nó sẽ có cái kết quả nó rất là tự nhiên, chứ nó không có giống như là những cái sản phẩm khác mà mình của những cái công ty khác mình giống như nó bạo phát bạo tàn vậy đó. Còn mình ở đây thì mình dùng đều đặn và kết quả nó ra rất là tự
nhiên. Thì một trong những cái sản phẩm Ngân Tâm đắt nhất và không thể thiếu mà từ đây trở đi là Ngân sẽ dùng nó rất là đều, đó là các protein, nó chiếm 70% trong cơ thể của chúng ta. Thì đó là điều mà Ngân Tâm đắt nhất. Còn thật sự nó như thế nào thì các anh chị hãy thử đi, rồi xong sau đó trong một thời gian 2-3 năm 3-4 năm gì đó mà các anh chị đứng trên này, các anh chị sẽ thấy sự khác biệt từ cái những người gặp các anh chị ha. Đó là cái cảm nhận của Ngân. Xin cảm ơn các anh chị đã có quý mẫu rằng 50 năm nữa chúng ta vẫn trẻ mãi như thế này và năng lượng mãi như thế này thông qua những dòng sản phẩm của Nutrila nha. Các anh chị hãy vỗ tay thật lớn để cảm ơn chị Ngân ạ. Lúc này chị Ngân cũng vừa chia sẻ cái sản phẩm, đó là sản phẩm tâm đắc, đó là sản phẩm kể chân mày của Atichi. Và trong cái phần cuối chị Ngân chia sẻ, chị Ngân có nhắc tới sản phẩm protein. Và sản phẩm protein là một trong những cái sản phẩm chiến lược của tập đoàn Amway các anh chị. Và nó cũng nằm trong sản phẩm chiến lược của dự án Đồ Sâm Mờ của chúng ta. Và như có thông báo ở trên nhóm Đồ Sâm Mờ các anh chị, tối nay chúng ta sẽ được học về sản phẩm protein. Và tối nay chúng ta sẽ có những kiến thức mà từ trước tới giờ chúng ta chưa từng biết về protein. Và tôi tin chắc chắn là nếu như mà chúng ta tập trung cao độ 100%, các anh chị sẽ có được rất là nhiều kiến thức chuyên sâu về protein để có thể đi ra ngoài thị trường thật tốt. Vậy các anh chị hãy cùng vỗ tay thật lớn để tôi mời đến đây lãnh đạo Founder Imodo Trương Văn Bình sẽ chia sẻ với anh chị sản phẩm protein là gì ạ. Rất là tuyệt vời, hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong cái buổi huấn luyện bánh xe doanh nghiệp buổi tối. Chúng ta dành thêm một chảo tay thật lớn nữa để cùng nhau cùng cái tinh thần của buổi tối được không anh chị? Chúng ta thì hôm nay thì sẽ có Khôi chia sẻ về sản phẩm thì tốt hơn đúng không? Bình thì chỉ là hỗ trợ một phần nào thôi. Và Bình tin chắc là trong đội chúng ta có rất là nhiều anh chị sẽ rất là giỏi về sản phẩm. Và có một nguyên tắc mà mình cảm nhận được anh chị là chúng ta kinh doanh sản phẩm và sản phẩm là linh hồn của doanh nghiệp. Và nếu như mà chúng ta muốn kinh doanh, sự nghiệp kinh doanh Amway bền vững và lâu dài, và thực sự là thu nhập chúng ta đến từ việc phân phối sản phẩm. Cho nên là về sản phẩm, kiến thức chúng ta phải thật là giỏi về sản phẩm. Bất kể là các anh chị yêu thích sản phẩm nào cũng được, nhưng mà chúng ta giỏi về sản phẩm chúng ta có thể kinh doanh rất là tốt. Chính vì lý do đó mà thông qua bất kỳ kênh nào cũng được, có thể là tuyến trên, có thể là tài liệu, có thể là sách vở, tất cả các chị cần phải hoàn thiện là làm sao chúng ta có thể là kinh doanh cái sản phẩm tốt. Thì hôm nay là mình sẽ chia sẻ các chị một vài cái điều quan trọng để chúng ta hiểu về protein. Và protein là sản phẩm, là một trong 10 sản phẩm bán chạy nhất của công ty Amway. Các chị có muốn là làm sao để có thể là bán cái sản phẩm protein là cực kỳ chạy, là chúng ta cần phải có kiến thức về protein đúng không anh chị? Rồi, vậy thì đầu tiên mình sẽ chia sẻ một chút là chúng ta sẽ có những cái tài liệu nào để chúng ta tham khảo. Thì trên những cái trang web kinh doanh bền vững của chúng ta xây dựng lên thì cũng có cái tài liệu về protein, các chị có thể lên đó tham khảo. Cái thứ hai nữa là cái brochure, cái tờ đơn giản này ở phía dưới là chị Ngân rồi chị Hoàng Anh rồi này nọ cũng chuẩn bị cho tất cả các chị để chúng ta có thể tham khảo và có kiến thức về cái kiến thức về protein này. Thì ngày hôm nay mình sẽ bổ sung thêm một vài cái kiến thức nữa chị, để các chị có thể thấy được protein nó quan trọng như thế nào. Thành phần protein thì chiếm rất là nhiều trong cái cơ thể của chúng ta. Hầu như tất cả các bộ phận cơ thể chúng ta đều là cấu tạo từ tế bào, mà cái gốc rễ của tế bào là được hình thành từ protein. Và có thể kể cho chị nghe về một cái tiểu sử xa của cái chuyện mà hình thành nên cái lịch sử loài người theo một cái thuyết gọi là thuyết Darwin. Thì các chị hình dung là khi mà cái vũ trụ có một cái vụ nổ Big Bang, thì lúc đó là trong toàn cái vũ trụ là không có gì hết, nhưng mà từ những cái phân tử rất là nhỏ là oxy và hydro và hình thành lên nước. Và sau đó thì có một số cái thành phần hình thành nên là đơn bào, rồi hình thành nên đa bào. Thì những cái đơn bào và đa bào đó là cấu tạo từ những cái hạt protein đầu tiên để hình thành nên. Và sau đó thì trải qua một cái quá trình hàng triệu triệu năm thì hình thành nên những cái tế bào đầu tiên cũng được cấu tạo từ protein. Cho nên có thể nói một điều là cái nguồn gốc của cái sự sống của chúng ta đó là bắt nguồn từ những cái phân tử protein. Cho nên nếu như mà cái cơ thể của mình mà thiếu protein thì chắc chắn là sẽ gây đến cái tình trạng là
mất cân bằng về cái cơ thể cũng như là cái sự phát triển cái cơ thể nó không có trọn vẹn. Chính vì lý do đó mà các anh chị cần phải có những cái kiến thức cơ bản về protein. Ở đây thì mình muốn chia sẻ những cái điều rất là căn bản, tuy nhiên là cũng hơi là mới một chút xíu để các anh chị có thể biết được là protein quan trọng như thế nào đối với cái cơ thể của chúng ta. Thứ nhất á, là sản phẩm protein của Amway á, thì hoàn toàn là từ thực vật, tức là không có từ động vật, mà trong động vật cũng có protein luôn. Nhưng mà cái protein từ động vật á, thì nó sẽ kèm theo một cái vấn đề nữa là người ta không có mong muốn là có trong cái cơ thể của mình. Đó chính là cái cholesterol, tức là cái mỡ xấu có thể là tắc nghẽn cái thành mạch máu của chúng ta, hoặc là ảnh hưởng đến là những cái tế bào trong cái nội tạng của chúng ta, nó bám vào đó và làm cho cái sự chuyển hóa nó không có tốt. Cho nên đó, người ta bây giờ ưu tiên là sử dụng những cái nguồn protein từ thực vật. Tại vì nguồn protein từ thực vật là hạn chế tối đa là cái lượng cholesterol trong cái cơ thể của chúng ta. Cho nên chị sẽ hình dung là cái đó là cái vấn đề mà người ta quan tâm để người ta sử dụng protein từ thực vật. Đầu tiên đó là không có bị cholesterol nữa các anh chị ha. Cái điều thứ hai mà người ta quan tâm là khi mà sử dụng protein đó từ thực vật, nhưng mà tại sao lại là sử dụng cái protein từ Amway? Protein từ Amway có một sự khác biệt rất là lớn, đó là người ta chiết xuất là cái lượng gọi là cái tinh chất, gọi là làm từ cái mầm của lúa mì, lúa mạch và đậu Hà Lan. Thì cái mầm á, thì cái hàm lượng protein là cao nhất, đồng thời là người ta đã loại bỏ được những cái chất rất là độc hại ở trong protein. Vẫn có những cái chất độc hại ở trong những cái loại đậu. Bình thường chúng ta nghĩ là chúng ta ăn đậu nành nhiều là sẽ có nhiều protein là tốt, giúp cho vấn đề tim mạch. Nhưng mà theo nghiên cứu á chị, trong cái vỏ của đậu nành và một số cái loại đậu, nếu mà chúng ta rửa không sạch hoặc là chúng ta ăn luôn cái vỏ, thì nó vẫn còn một vài cái thành phần là gây nguy hiểm đến với cái vấn đề là sức khỏe chúng ta. Ví dụ như nó làm cho sự phát triển của một số tế bào xấu ở trong cơ thể, như là tế bào ung thư, mà người ta cần phải loại bỏ được những cái thành phần có hại đó thì mới gọi là cái protein hoàn chỉnh, mới tốt cho chúng ta được. Và trong protein của Amway này á, thì các anh chị hình dung là nó có 9 loại axit amin thiết yếu. Và cái chỉ số quan trọng mà trong một cái loại protein mà người ta quan tâm á, đó là cái chỉ số gọi là BDCAP. Cái chỉ số BDCAP có nghĩa là chỉ số hấp thu. Và nếu như mà ngày hôm nay các anh chị dùng một cái lượng protein vào cơ thể của mình, hấp thu á và bao nhiêu là cái câu hỏi người ta đặt ra là quan trọng. Ví dụ hôm nay chúng ta ăn 1 kg thịt bò thì hấp thu được bao nhiêu protein, hoặc là chúng ta ăn á là trứng thì hấp thu được bao nhiêu protein. Rồi chúng ta có thể ăn yến, nhiều người nói yến là có nhiều protein là đúng, nhưng mà chúng ta ăn yến như vậy 100g yến là hấp thu được bao nhiêu protein, là tỷ lệ là bao nhiêu phần trăm. Thì ở đây á, mình cho các anh chị một cái con số rất là cụ thể luôn. Cái chỉ số BDCAP của protein từ thực vật mà được làm từ Nutrilite của Amway là cái chỉ số BDCAP là bằng 1. Có nghĩa là khi chúng ta đưa một cái lượng protein vào thì gần như là hấp thu toàn bộ, có nghĩa là toàn bộ cái chất dinh dưỡng từ protein này sẽ vào cái cơ thể các anh chị hết, tức là nó hoàn toàn là nó không bị loại bỏ, đào thải ra bên ngoài. Cho nên đó là một cái lợi thế rất là lớn khi mà chúng ta sử dụng protein từ thực vật, mà đặc biệt là từ protein của Amway. Và vừa rồi á, thì mình cũng rất là thích những anh chị lãnh đạo tuần rồi có chia sẻ, đặc biệt á, là chị Hải Vân có chia sẻ là một người mà muốn có sức khỏe tốt á, là phải có ba yếu tố, đó là tinh, khí và thần, đúng không chị? Vậy thì cái tinh có nghĩa là chúng ta sẽ đưa vô cơ thể mình là những cái gì mà tinh túy nhất, là cái tinh luyện nhất, và những cái gì mà tốt nhất là đưa cơ thể mình. Thì protein của Amway, cái chỉ số BDCAP là bằng 1, có nghĩa là hiện nay là cái loại protein là tốt nhất trên toàn thế giới rồi, tức là không có cái loại nào mà có thể BDCAP còn hơn 1 nữa, là 1 là tốt nhất rồi, đúng không chị? Đó là chuyển hóa toàn bộ rồi. Cho nên chúng ta cũng dành một tràng pháo tay cho cái protein của chúng ta để các chị có thể nhớ thêm. Điều mà mình muốn chia sẻ với các anh chị nữa, cái công dụng của protein này nó sẽ giúp cái gì cho cơ thể của mình. Và chúng ta sẽ so sánh một chút, cái protein này nó sẽ so sánh với những cái thứ mà protein chúng ta thường nhập ở bên ngoài là như thế nào. Nếu như mà các anh chị tính ra một cái con số cụ thể, thì trong một hũ protein này nó có 450g.
và có một cái muỗng khoảng 10 gram để chúng ta mỗi lần chúng ta uống ấy, chúng ta dùng cái muỗng đó để uống. Thì một cái muỗng là 10 gram protein thì các anh chị hình dung là cái hàm lượng protein nó cao như thế nào trong một cái muỗng này. Một cái muỗng là 10 gram protein thì hấp thu là khoảng 8,1 gram, tức là 8/81% rồi. Đó là rất là cao rồi, cái chỉ số này rất là cao. Đây 10 gram thô thì nó trong đó nó cũng có một chút xíu là ví dụ như là tinh bột rồi một số chút xíu, nhưng mà riêng cái lượng protein là hấp thu toàn bộ các chị, chỉ số BTK là bằng 1. Thế thì so sánh với những cái loại thực phẩm bên ngoài chúng ta ăn á thì rất là lợi, rất là lợi. Mình ví dụ như là so sánh với thịt bò, chúng ta phải ăn tới 200 gram thịt bò thì mới bằng là một muỗng protein. Vậy anh chị hình dung là 200 gram thịt bò ở bên ngoài bây giờ là khoảng 50-60 nghìn, một muỗng protein mình ăn là khoảng chừng 21 nghìn thôi, cho nên là lợi rất là nhiều. Rồi hoặc là chúng ta ăn 100 gram yến xào thì mới bằng một muỗng protein của em quên. Hoặc là tương đương là chúng ta vô một chai nước biển vàng. Có rất là nhiều người bệnh, nhiều người sức khỏe kém và cứ bệnh yếu trong người, cảm thấy rằng là phải đi truyền đạm, là vô bệnh viện truyền đạm là một chai nước biển vàng. Bây giờ một chai nước biển vàng các anh chị có ai đã từng truyền qua không ạ? Phải bao nhiêu tiền anh chị? Mình cho là trung bình 150 ngàn, đúng không chị? 150 ngàn thì cái hàm lượng protein cũng chỉ bằng một muỗng của chúng ta mà thôi. Cho nên đó là rõ ràng là xét góc độ kinh tế chúng ta lợi rất là nhiều các chị. Cho nên đó đây là lý do tại sao mà protein của Amway là sản phẩm, là một trong những 10 sản phẩm bán chạy nhất Việt Nam cũng như là chạy trên toàn thế giới, và rất là nhiều người lúc nào cũng muốn sử dụng protein của Amway. Vậy thì nó sẽ tốt trong những cái trường hợp nào khi mà các chị sử dụng protein? Khi mà chúng ta đi chia sẻ cho khách hàng á thì nó sẽ tốt cho những cái trường hợp những người nào. Ví dụ như các anh chị đang ngồi ở đây, hai bên hông của chúng ta đó chị, là nó cũng cần cái lượng cơ là cái protein. Những anh chị nào mà ngồi mà tựa lưng vô ghế, tức là mệt mỏi quá, uể oải quá, ngồi mà dựa cái gì lúc nào cũng dựa lưng vô ghế hết, mình không có ngồi thẳng được á, là ngay cái chỗ đó là ngay cái cơ eo của chúng ta là thiếu protein trầm trọng, đúng không? Rất là mệt mỏi. Các anh chị nào nãy giờ chúng ta ngồi ta dựa vô ghế phía sau không? Không có, vậy là đủ protein đúng không? Rồi những trường hợp á mà chúng ta bị kém về da cũng là chúng ta thiếu protein. Và đặc biệt á là cái da của mình á là nó có những cái mình đã từng chứng kiến nha, những cái người bị giống như cái mặt mà bị hồi xưa bị mụn nhiều quá, bị rỗ luôn, và nó nhìn lúc nào cũng có cái lỗ chỏm hết chị. Nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng protein mà đầy đủ, một ngày mà mình dùng cho trường hợp đặc biệt đó dùng 6 muỗng protein luôn, thì trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn các chị, là cái làn da nó sẽ căng ra và tự động những cái vết mà lỗ đó là bây giờ nó không có còn hõm sâu được nữa, tức nó phải bằng phẳng trở lại, anh chị hiểu không? Là tại vì khi cái làn da mình căng ra thì bắt buộc những cái hõm sâu đó nó phải mất thôi. Đó, cho nên đó là một trong những trường hợp mà người ta thích dùng protein. Và protein còn có tác dụng trong những lúc nào nữa? Đó là những người mà có vấn đề về ví dụ như là phẫu thuật, mổ xẻ, hay là gặp tai nạn, có vết thương hở. Thì cái trường hợp này là mình chứng kiến quá nhiều rồi. Các anh chị biết không, là mình bây giờ giống như là chuyên gia 3S từ tâm vậy đó. Là lúc nào thấy ở trong bệnh viện thôi, cứ ai bị bệnh là ở trong bệnh viện. Ví như là thăm còn hơn người nhà người ta nữa. Thì người nhà vô nhiều khi ít hơn mình nữa. Vô hết mà cả phòng bệnh viện nó biết hết. Và chị biết không, mình vô đó là cái phòng mà nằm đông người á là coi như ký thẻ hết. Là tại vì vô chăm cái người đó xong rồi lấy cho uống mà hướng dẫn cho uống tại chỗ luôn. Rồi cái người bệnh nhân mà không uống được á, Neutralize á, mà họ bỏ cái kiểu bỏ tình duyên vô họng á, là mình phải lấy nguyên bụng mình uống trước mặt cho bệnh nhân coi để làm gương, nhớ uống là nguyên bụng chứ uống tình duyên no nước dữ lắm. Chịu không nổi, đang bệnh mà uống tình duyên no nước đi tiểu mệt luôn, đúng không? Ginh không nổi. Cho nên anh chị là bây giờ giống như là chuyên gia ở trong bệnh viện, hãy nghe đâu có người bệnh là tới bệnh viện này là thăm rồi xong rồi giao hàng luôn, rồi hướng dẫn uống luôn. Và các anh chị biết không, là những cái vết thương mà mình có up lên trên cái trang mà kết quả sử dụng sản phẩm Neutralize á, các anh chị biết không, trong vòng 4 ngày thôi những cái vết thương rất là nhanh lành. Tại vì sao? Tại vì cái vết thương hở của chúng ta thì nó cần phải cái gì chị? Nó cần phải tái tạo tế bào thật là nhanh để chi? Để làm lành cái vết thương. Vậy thì theo các anh chị nha, tái tạo tế bào thì uống thuốc vô nó có nhiều chất dinh dưỡng hay là uống protein vô có nhiều chất dinh dưỡng? Mọi người cứ hiểu lầm,
cứ bệnh là thuốc. Bây giờ mình thí dụ cho các chị một cái dễ hiểu nhất trên đời luôn ha. Ví dụ cái bức tường này nè, nó làm bằng bằng gạch, bằng xi măng, rồi bằng đá, đúng không? Bằng cát. Thì theo các chị nếu mà nó hư á thì mình lấy cái gì mình sửa? Nếu mà nó lủng lỗ á lấy cái gì sửa? Xi măng, rồi cát, rồi gạch, đúng không chị? Vậy đố chị biết cái con người của mình làm bằng cái gì? Làm bằng cái gì? Làm bằng tế bào, làm bằng protein, làm bằng chất dinh dưỡng. Vậy mình hư mình lấy cái gì mình sửa? Vậy mà nhiều người thấy hư là lấy thuốc sửa. Rõ ràng là thuốc không thể đắp vô chỗ đó được, đúng không? Cho nên một cái đạo lý rất đơn giản, dễ hiểu. Mình làm bằng cái gì thì nhớ lấy cái đó sửa. Hư chỗ nào lấy cái đó sửa chỗ đó, đúng không chị? Cho nên chúng ta đã mắc cái sai lầm rất lớn mà chúng ta không hiểu. Chúng ta tưởng đâu là cứ đau, cứ bệnh là uống thuốc. Nhưng mà chị không hiểu, nếu như chúng ta thí dụ nha, mình là một đứa trẻ rất là nhỏ, mới đẻ ra, thì theo anh chị là uống thuốc lớn hay là cho ăn cho bú lớn? Cho bú với cho ăn lớn, đúng không ạ? Mà cho bú với cho ăn là đưa cái gì vô? Đưa chất dinh dưỡng vô, đưa đạm vô, đưa protein vô. Vậy thì uống thuốc không thể lớn được. Uống thuốc không thể chữa bệnh, là gọi là những cái bệnh mà thiếu dinh dưỡng được. Thuốc là nó chỉ giải quyết cái vấn đề là nấm, vi khuẩn, virus, hoặc là đau nhất thời mình cần giảm đau thôi. Nhưng mà cái gốc, cái cội rễ á, mình muốn làm vết thương, mình muốn có sức đề kháng, muốn khỏe mạnh là phải đưa chất dinh dưỡng vô, đúng không? Và bây giờ cái cơ thể mình tự nhiên bị thương, lủng lỗ, không có thể lấy thuốc đắp vô chỗ đó được. Cái thứ mà có thể đắp được cái lỗ đó đó chỉ có dinh dưỡng và protein thôi, đúng không chị? Tại vì toàn bộ cơ thể chúng ta đều làm từ protein hết. Chúng ta hiểu được cái chuyện đó là chúng ta mới biết được điều là tại sao phải uống dinh dưỡng, tại sao phải cần bổ sung để khi mà chúng ta bệnh. Cho nên mình giải quyết và tư vấn bệnh nhân rồi trong bệnh viện này nọ là họ hiểu hết trơn rồi. Mình nói vậy là họ hiểu liền. Bức tường lủng lấy cái gì sửa là họ biết. Còn bây giờ cơ thể họ lủng lấy cái gì đắp vô là họ biết. Right? Rồi còn một cái nữa là mình thấy là những người mà cái cơ thể mà mệt mỏi uể oải anh chị. Tới giờ này nè là các chị bắt đầu mệt mỏi uể oải rồi. Là bây giờ tới giờ này là bắt đầu mình coi như là muốn buồn ngủ rồi, ngáp rồi. Rồi như là cái sức sống mình không có rồi. Thì các chị biết không, những trường hợp đó cũng là đang thiếu protein luôn. Còn nếu cần thiết là nhảy lên cái cân đo là biết liền. Đối với phụ nữ á, là cái muscle, tức là cái cơ trong cơ thể là phải trên 28%. Đối với nam là phải trên 38%. Vậy thì nếu tới giờ mình cân lên mà thiếu là biết. Còn bây giờ nếu không thì mình dùng cảm tính để mình tìm hiểu coi mình có thiếu protein hay không. Tới 5 giờ chiều, 6 giờ chiều các anh chị có mệt mỏi, uể oải, ngồi là ngáp ngắn, ngáp dài hay không? Nếu mà có nãy giờ có ngáp là có thiếu protein rồi, đúng không? Chúng ta phải cực kỳ là tinh thần minh mẫn thì lúc đó chúng ta mới thực sự là đủ protein. Còn nếu như chúng ta mệt mỏi có nghĩa là đang thiếu protein mà lại dư mỡ, cái cơ thể nó chuyển hóa không nổi, nó rất là mệt mỏi, cái tinh thần không có, sức sống không có, tế bào nó không hoạt động tốt các chị. Đó. Rồi, những trường hợp nào mà thiếu protein nữa? Những cái trường hợp mà các chị móng tay móng chân mà dễ gãi. Móng tay móng chân mà dễ gãi á thì nó dễ tét á, đụng cái gãi đụng tét mà nó mềm quá là trường hợp đó thiếu protein trầm trọng luôn. Tại vì trong cái móng, trong cái xương chúng ta vẫn có protein luôn. Tuy nhiên là trường hợp mà móng á thì nó thiếu hai thứ luôn. Vừa protein mà vừa canxi nữa chị. Nhưng mình khẳng định với chị luôn, khi mà các chị uống protein, uống canxi đủ rồi thì cái móng các chị nó cứng đến mức độ mà coi như là cắt á, là muốn hư cái đầu cắt luôn á. Tại vì nó cứng dữ lắm, rất là chắc, rất là khỏe, đúng không? Anh chị giờ thử cái móng mình đang cứng hay mềm? Đúng không? Rồi tốt ha, cái móng đang cứng là ok, tốt. Rồi, những cái trường hợp nữa mà thiếu protein nè, đặc biệt là ba mẹ mình ở nhà hoặc là ông bà của mình rất là thiếu. Thứ nhất là ăn uống thì nhường cho con cháu hoặc là tiết kiệm tiền, cho nên đôi khi ăn thiếu protein. Các chị béo cái má ra mà nó chạy ra luôn, nó mỏng te luôn là thiếu protein. Đâu nắm kéo thử coi nó mỏng hay nó dày. Cái dày mà căng mà nắm không được là đủ protein, mà kéo ra móng mỏng te chạy ra luôn là thiếu protein. Các chị về nhà nắm thử cái má của mẹ mình, kéo thử ba mình, kéo thử ông bà mình, kéo thử được không ạ? Nếu mà mình phát hiện thiếu protein thì sao ạ? Ngay lập tức đem protein về liền, đúng không? Tại vì sao anh chị biết không, chúng ta chăm sóc ba mẹ ông bà đôi khi là chúng ta chỉ gửi tiền về thôi, nhưng mà cái sự chăm sóc đó nó không có xác đáng.
Tại vì khi gửi tiền về, đôi khi ông bà cha mẹ mình tiết kiệm và cái tiền đó đem cất đi rồi, không có bồi dưỡng cho sức khỏe. Vậy thì cái quý nhất vẫn là sức khỏe. Các anh chị đừng có chờ tới lúc mà không còn nữa rồi chúng ta mới đem lên bàn thờ hay gì đó, chúng ta cúng quá trời quá đất luôn, không có ai ăn được gì hết đâu. Bây giờ thay vì chúng ta ở nhà thì mỗi một ngày mình đều đi chợ, mình có thể mua 100-200 gram thịt bò chăm sóc cho ông bà cha mẹ của mình, đúng không? Mà bây giờ mình ở xa, mình không làm được động tác đó, thì mình thôi mình gửi rồi tiêm về, mình dặn ngày nào cũng uống muỗng thì coi như mỗi ngày được ăn 200 gram thịt bò rồi, đúng không? Thầy chị thấy vậy có tiện không? Quá là tiện lợi, đúng không? Đó cho nên là chúng ta phải kiểm tra chỗ đó. Thứ tiếp theo là anh chị hãy nhìn cái ngón tay cái của mình chỗ này nè. Nếu như mình sờ vô mà cái ngón tay cái của mình mỏng mà nhỏ, không có độ dày, là chứng tỏ là mình cũng thiếu protein. Nó phải căng, tròn và đầy đặn thì là chúng ta đủ protein các anh chị ha. Rồi một cái trường hợp nữa, có nhiều người nói với mình là tôi bị rụng tóc nhiều quá. Thì anh chị biết không, trường hợp rụng tóc cũng là thiếu protein trầm trọng luôn. Tại vì ở dưới chân tóc của mình, khi mình dựng nó lên, các anh chị thấy nó dưới đó nó có một cái lớp nhầy nhầy, ướt ướt, mình đụng ở đâu nó dính ở đó, đúng không? À, cái chân tóc đó là cực kỳ nhiều protein. Và các anh chị biết là khi mà mình thiếu protein thì cái cọng tóc chỗ đó đó là chẳng những nó bị sơ mà cái chân của nó cũng bị khô luôn. Anh chị giật ra là gắn ở đâu nó không có dính, tại vì có protein nó có nhớt nhớt, cái chất protein nó mới dính, đúng không? Còn bây giờ giật ra là không có dính nữa. Vậy thì giật ra không có dính nữa thì chứng tỏ là chỗ đó nó bị mỏng đi rồi, và nó rất là dễ xuất cái cọng tóc nó ra ngoài, tại vì cái chân tóc nó không có dày nữa. Tại vì nó dày nó mới bám sát vô cái da đầu các anh chị được, đúng không? Tại vì cái lỗ chân lông da đầu nó cũng nhiêu đó, mà bây giờ cái lỗ đó cái chân nó bị teo lại rồi, cho nên dễ rụng tóc lắm, chảy là rụng có chùm luôn á. Hoặc là mình đi tắm xong lúc nào mình thấy tóc hết trơn á. Vậy thì chị biết là trường hợp đó cũng là đang thiếu protein trầm trọng, đúng không? Rồi các chị biết là còn những người nào thích uống protein nữa không? Mình phát hiện có một cái diễn viên của người Đài Loan, là diễn viên tên là Dương Tịch các chị. Diễn viên này hiện nay á là 56 tuổi rồi, nhưng mà cô này á là coi như là tín đồ của protein Amway luôn. Và cô ta gửi những cái tấm hình mà cô ta chụp với protein Amway á chị, thì cô này cực kỳ trẻ. Cô này cực kỳ trẻ tức là nhìn chừng khoảng 20 mấy tuổi thôi, mặc dù cô đã 56 tuổi rồi. Cho nên thực sự protein có khả năng làm trẻ hóa tế bào và đặc biệt là tái tạo tế bào tốt cho chúng ta. Và chúng ta hiểu cái nguồn gốc của cơ thể mình là cấu tạo nhỏ nhất là tế bào. Vậy miễn làm sao mà tế bào nó khỏe mạnh, nó trẻ thì toàn cơ thể chúng ta trẻ, đúng không chị? Toàn cơ thể mình là có bao nhiêu tế bào chị có biết không? Hơn 60.000 tỷ tế bào. Và cơ thể chúng ta rất là thông minh, nó sẽ hấp thu những cái gì tốt và đẩy những cái gì xấu ra bên ngoài. Và nếu ngày hôm nay các chị đưa những cái loại mà tinh túy nhất, tốt nhất thì nó sẽ đẩy cái loại xấu ra bên ngoài. Có một cái câu nói, mình chính là những gì mình nghĩ, đúng không chị? Đó là xét về góc độ thành công. Còn một cái câu nói về sức khỏe là gì? Anh về là gì? Mình chính là những gì mình ăn, đúng không? Ngày hôm nay tại sao có nhiều cặp vợ chồng có cái bệnh giống nhau? Là tại vì ăn đồ ăn giống nhau, đúng không? Cho nên thường là bệnh giống nhau. Rồi đôi khi người ta nói sao vợ chồng cái mặt giống nhau quá, ăn đồ ăn giống nhau cái mặt cũng giống nhau luôn. Thiệt. Một cái nữa nói với anh chị là gì? Là khi mà chúng ta ăn á, cái thực phẩm á, và chúng ta hiểu á, cái tuổi thọ của con người, đặc biệt là ông Wallace, một người đoạt giải Nobel về y học năm 1991 trong cái quyển là Sự Trung Thực Của Các Xác Chết, ông ta chứng minh được rằng cơ thể của con người và tuổi thọ của tế bào có thể sống từ 120 đến 140 tuổi luôn. Nhưng mà vì ô nhiễm nè, rồi á, điều kiện không có tốt nè, rồi về độc tố nè, rồi về oxy hóa nè, rồi thiếu chất dinh dưỡng nè, cho nên cơ thể chúng ta khó mà sống được 120 đến 140. Mặc dù trong phòng thí nghiệm có thể cho cơ thể sống được 120, 140. Vậy thì nếu như ngày hôm nay các chị thay những cái tế bào mà xấu đó thành những cái tế bào tốt, thì có phải mình có cơ hội sống từ 120 đến 140 không? Mà nghe đâu á, chừng khoảng 20 năm nữa người ta sẽ tìm ra một cái loại ADN để mà đưa vô cơ thể của mình để mình bất tử luôn các chị. Cho nên á, ngày hôm nay ít ra mình chờ tới cái ngày mà có thể sống hoài không bao giờ chết á, thì bây giờ phải ráng dùng cái dinh dưỡng cho nó trẻ để chờ tới cái ngày đó, đúng không? Chứ nếu bây giờ mình già nhanh quá rồi, tới lúc mà có cái đó mình cũng không kịp tiếp thu nữa là thua. Cho nên là cái này nó giúp chúng ta trẻ hóa rất là hay luôn, rất là nhanh luôn.
Rồi còn một cái nữa mà cái này là mình đã từng nghe một cái chuyên gia là phụ nữ, tức là một cái nhà lãnh đạo của Amway là phụ nữ chia sẻ chứ không phải mình tự chế ra chị nha. Là phụ nữ á, là có một cái thứ rất là thích, đó là thích cái phòng hộp lớn, đúng không chị? Đó là phòng hộp của mình cũng đầy đặn giống người ta. Nhưng mà khổ cái nỗi là có nhiều người là phải thổn thương mới đạt được điều đó, hoặc là muốn săn chắc đạt điều đó. Nhưng mà cái chuyên gia về protein lúc đó chia sẻ là mình có học cái lớp protein của công ty, thì cô ta chia sẻ thực tế luôn chị, cô ta nói là chỉ cần tăng protein trong những cái chu kỳ, tức là chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ đó, trước và sau một cái hàm lượng lớn, thì nó sẽ làm kích thích và phát triển cái vòng một của phụ nữ tốt hơn. Vậy thì các chị nào thấy cái điểm này tuyệt vời ạ? Rất là tuyệt vời đúng không? Chúng ta có thể không phải đi phẫu thuật nữa mà chúng ta vẫn có được cái vòng một phát triển đúng không? Mà lại một cách tự nhiên nữa, rất là tự nhiên. Tức là trong cái giai đoạn trước và sau á, anh chị dùng vô nhiêu protein vô là lúc đó cái sẽ chắc chắn sẽ phát triển rất là tốt. Cho nên là đây là cái chuyên gia về một cái chuyên gia về phụ nữ, người ta đã chiêm nghiệm, tức là kiểm chứng rất là nhiều người rồi bắt đầu chia sẻ. Thì các chị cứ mạnh dạn dùng rồi có gì đằng sau chia sẻ được không ạ? Yeah, ok, rất là tuyệt vời. Và mình rất là thích cái protein của Amway. Và thực sự các chị biết không là kinh doanh protein của Amway thực sự là rất là dễ dàng luôn. Rất là dễ dàng luôn, chúng ta chỉ cần hiểu một chút mà chúng ta uống trước mặt khách hàng. Bây giờ nguyên tắc của mình á, uống đương chiêu lai, không uống ở nhà. Là đi tư vấn một ngày một ca thì uống một lần, mà tư vấn 10 ca uống 10 lần. Tại vì đang sao chép cái hành vi, tức là mỗi lần mà gặp khách hàng là lấy đương chiêu lai ra uống, là sao chép hành vi, là không bao giờ uống ở nhà. Anh chị nên nhớ nha, nguyên tắc là không bao giờ uống chỗ vắng người, mà chỉ uống chỗ đông người thôi. Và chỉ uống trước mặt khách hàng hoặc trước mặt tiếng dưới thôi. Tại vì đang sao chép mà, sao chép hành vi. Và anh chị nên nhớ người ta uống đương chiêu lai là tại vì người ta thấy anh chị uống mà anh chị trẻ, khỏe, đẹp, cho nên người ta muốn uống giống anh chị, đúng không? Cho nên bây giờ mình một ngày tư vấn 1 ca thì uống dinh dưỡng được 1 lần, mà tư vấn 10 ca được uống 10 lần, đúng không? Tại mỗi 1 ca đều uống dinh dưỡng trước mặt khách hàng hết. Cứ bắt đầu tư vấn xong là lấy dinh dưỡng ra uống, đúng không? Sao chép rất là đơn giản luôn. Và bán dinh dưỡng cũng rất là đơn giản luôn. Và nói tóm lại, protein của mình nếu như mà so sánh á, thì giá không hề đắt. Hôm nay mình sẽ làm một cái minh họa, còn tất cả chi tiết thì các chị có thể lấy cái tờ rơi này để coi và lên trang web để coi, các chị có đồng ý không ạ? Bây giờ mình sẽ minh họa và chỉ cho các chị cái cách minh họa để mà có thể bán được protein này cho khách hàng. Và một hũ protein này các chị có thể bán được ít nhất là vài chục hũ protein, các chị có tin không? Rồi ok tin, bây giờ nhờ ai kinh cái bàn ra bắt đầu mình tiến hành các chị nha. Nhờ bạn nào cầm cái micro giùm luôn. Yeah, ok. Ok, protein thì có rất là nhiều cái minh họa về protein. Nhưng mà hôm nay á, là mình sẽ giúp các chị minh họa protein để bán cho những người có vấn đề về đường ruột. Và bảo đảm chị luôn, bao tử hầu như gần như ở Việt Nam 100% là có vấn đề về bao tử, là do người ta ăn uống không đều, ăn uống không đều, cho nên là sẽ có vấn đề về bao tử, được không anh chị? Và minh họa sản phẩm á, thì trung bình có những cái bước sau, thì bây giờ mình sẽ nói từng bước một, các chị có thể ghi lại, đúng không? Bước đầu tiên là mình sẽ giới thiệu về sản phẩm sắp minh họa. Đây là protein của Amway, được thành lập từ năm nào, tốt cho vấn đề chống oxy hóa, là ngăn ngừa gốc tự do. Mà gốc tự do tiếng Anh gọi là antioxidant, tức là kháng gốc tự do. Gốc tự do là những cái gốc mà chúng ta không mong muốn nó hình thành trong cơ thể của mình. Và khi mình không mong muốn nó hình thành trong cơ thể của mình anh chị, thì nó dẫn đến cái tình trạng là chính những gốc tự do này nó sản sinh ra những tế bào xấu và nó nhân đôi. Thì đó là nguyên nhân gây ra bệnh ung thư, các chị có hình dung không? Và mình dùng protein này minh họa giống như vitamin C được luôn. Tại vì nó có khả năng là kháng gốc tự do mà, loại tế bào xấu mà, cho nên nó cũng loại được cái màu cũng như cái độc tố trong cái chai botulinum luôn. Cho nên đó là một minh họa. Cái minh họa thứ hai, là minh họa chứng minh rằng là trong protein này có cái độ đạm cao hơn là trong những cái sữa hay là trong tất cả mọi thực phẩm. Các anh chị mà coi cái minh họa mà chứng minh độ đạm rồi đó, là các anh chị không có uống sữa bò, sữa gì bên ngoài nữa đâu. Tại vì bên ngoài tao mình rất là mua rất một cái bịch rất là lớn, thì cái hộ độ đạm nó cũng cực kỳ ít, mà trong khi mình chỉ cần một xíu protein thôi thì độ đạm cũng đã rất là nhiều rồi chị. Các chị có uống sữa đậu nành bên ngoài không? Các chị cho mình hỏi một cái chai mà thủy tinh á, sữa đậu nành bên ngoài bây giờ mình uống là bao nhiêu tiền ạ? 10.000 phải không?
trong 10.000 đó chỉ có 2 gram protein thôi. Có nghĩa là anh chị muốn có 8 gram protein á là anh chị phải uống mấy chai? À 4 chai đúng không? Mà muốn có 10 gram protein là phải uống mấy chai? 5 chai là 50.000 đúng không? Ở đây chúng ta chỉ cần một muỗng thôi, chúng ta đã có gần 10 gram protein rồi, đúng không chị? À, hàm lượng đạm mình cực kỳ cao. Cho nên hôm nào thì chị Hoàng Anh là chuyên gia minh chứng cho chúng ta biết được là protein tạo nhiều như thế nào. Nếu mà các anh chị có được 500 lời yêu cầu thì tuần sau chị Hoàng Anh sẽ minh họa, đúng không ạ? Hôm nay là mình sẽ minh họa cho các anh chị về cái chứng minh là protein tốt cho bao tử như thế nào. Đầu tiên bước 1, giới thiệu về sản phẩm chuẩn bị minh họa. Nguồn gốc xuất xứ, nguyên liệu ở đâu, làm bằng cái gì, thành phần như thế nào, là cái đó anh chị nói được, đúng không ạ? Bước 1, giới thiệu về sản phẩm chuẩn bị minh họa, được không ạ? Rồi, bước 2 là chúng ta đã chuẩn bị những cái dụng cụ để minh họa rồi, đúng không chị? Bước 2 là chúng ta phải chuẩn bị những dụng cụ để chúng ta minh họa. Cho anh xin nước. Ok. Bước 2 chúng ta sẽ chuẩn bị những dụng cụ chúng ta minh họa. Rồi, anh chị ha. Rồi, một cái ly thôi. Rồi, cảm ơn chị. Rồi. Rồi, bây giờ bước 3, chúng ta giải thích là tại sao chúng ta phải minh họa như thế này. Thì ngày hôm nay bắt đầu trước khi minh họa, mình giải thích tại sao mình lại làm cái thí nghiệm này, được không anh chị? Hôm nay mình làm cái thí nghiệm này là mình dùng nước và mình dùng chanh. Thì trong chanh nó sẽ có axit. Trong chanh, trong giấm gì cũng được, nó sẽ có axit. Và tại sao mình lại tạo ra một cái môi trường axit để bắt đầu thí nghiệm? Là tại vì con người chúng ta đó là ăn uống thất thường. Và khi chúng ta ăn uống thất thường á, là nó sẽ xảy ra một cái vấn đề, nó được gọi là mình bị đau bao tử, hay gọi là tràn dịch axit. Là mình no cũng đau bụng, mà mình đói mình cũng bị đau bụng luôn. Là tại vì mình dư axit chị. Và khi mình dư axit á, thì trong lúc mà mình ăn á, là trong cơ thể mình, trong bao tử của mình nó có hai cái dịch. Một là gọi là dịch axit và hai là dịch vị. Dịch axit á là dùng để làm tiêu hóa thức ăn. Còn cái dịch vị á là dùng để cân bằng lại cái dịch axit đó. Vậy thì cứ mà nếu như chúng ta đúng 12 giờ chúng ta ăn thì đúng 12 giờ dịch axit sẽ được tiết ra. Nhưng mà vì mình tham công tiết việc, mình làm thêm chút nữa, mình không có chịu ăn thì cái dịch axit nó đã tiết ra rồi. Nhưng mà bây giờ trong bao tử của mình không có thức ăn, cho nên á dịch axit nó tồn tại và nó ăn luôn cái bao tử của mình. Nó làm bào mòn đi cái bao tử của mình. Và cái hiện tượng làm bào mòn cái bao tử của mình á là giống như cái miệng của mình bị mặt trăng vậy đó anh chị. Và cái miệng mình bị mặt trăng mà nó không hết thì nó càng ngày càng sâu, càng ngày càng sâu và càng ngày càng đau, đúng không? Ăn đồ chua, đồ cay, đồ mặn gì vô đều rát hết. Và cái hiện tượng mà bao tử chúng ta bị lở loét nó cũng giống như vậy đó anh chị. Nó càng ngày càng sâu, càng ngày càng sâu, sâu đến mức độ mà những người ta không khỏi được, người ta không có biết kiểm soát và ăn uống bừa bãi nữa thì nó lủng luôn, gọi là lủng bao tử luôn, đúng không? Còn bình thường nó sẽ viêm, viêm bao tử và viêm sâu. Và những cái vết viêm sâu mà lâu ngày không hết thì hình thành vi khuẩn HP, gọi là vi khuẩn gây ung thư, có khả năng gây ung thư. Bất kỳ vết thương nào trên cơ thể của các anh chị mà lâu ngày không lành thì đều có khả năng ung thư hết, anh chị nên nhớ điều đó. Lâu ngày mà không lành thì đều có khả năng gây ung thư hết. Cho nên những cái vết thương chúng ta bị á, chúng ta nhớ là phải làm sao cho nó lành càng nhanh càng tốt, chứ nếu không nó sẽ hình thành nên những cái độc tố nguy hại cho cái sức khỏe của mình, anh chị. Cho nên hôm nay mình làm cái thí nghiệm này mục đích là chứng minh cho anh chị thấy. Bây giờ mình sẽ lấy giấy quỳ, anh chị ha, là mình sẽ bỏ ngắt làm đôi và bỏ vào đây. Và khi mà giấy quỳ á gặp axit á là giấy quỳ sẽ hóa hoa đỏ, các chị hình dung. Ok, anh muốn kim cái mũ. Ok, good. Khi mà giấy quỳ gặp axit á là sẽ hóa đỏ, anh chị đồng ý không ạ? Anh chị có nhìn thấy không? Right, good. Rồi bây giờ á, chúng ta làm động tác rất là đơn giản. Mình sẽ lấy một cái giấy quỳ ra bên ngoài, mình sẽ để ở đây. Rồi, ok. Còn một cái thì vẫn để bên trong. Thì giả sử đây là một cái người đang có vấn đề về bao tử, và cái người này đang trong bao tử họ đang có dịch axit và đang đau bụng luôn, đang rát, đang đau luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ lấy một muỗng protein cho họ uống. Nhưng mà đây mình làm thí dụ thôi, mình lấy một chút xíu thôi, mình lấy nhiều quá nó hao. Ok, rồi sau đó mình sẽ khuấy đều lên các chị, cho nó tác dụng ha chị ha. Và chúng ta chờ một chút xíu. Và mình có một cái trường hợp là khi mà mình minh họa cái sản phẩm này là ở Tây Ninh, ở một cái quán cà phê ở Tây Ninh.
Thì có một cái chú kia, chú nói với mình á là chú cũng bị bao tử rất là lâu rồi, không biết là có hiệu quả không. Thì mình chỉ quậy cho chú một cái ly cà phê đen cao hơn vậy chút thôi. Chú uống, chú đi lòng vòng được khoảng 5 phút, chú nói êm quá con, lấy cho chú hũ đi. Và từ đó trở về sau là tháng nào cũng đặt một hũ hết. Mà vô tình là khách vãng lai thôi, chứ không phải là cái người mình chủ ý, mình tư vấn các anh chị ha. Rồi, bây giờ thì các anh chị quan sát. Bây giờ bắt đầu các anh chị sẽ quan sát. Mình chỉ mới bỏ vào một cái thời gian rất là ngắn thôi, các anh chị có thể chờ thêm một chút xíu nữa. Thì các anh chị cứ nghĩ rằng cái người này vừa được uống protein và họ đi tới đi lui một hai bước, một hai vòng thôi. Đặc biệt trong trường hợp này á, các anh chị kinh nghiệm của mình á là những người mà đang có vấn đề đau bao tử, các anh chị hãy khuấy một ly cho họ cảm nhận liền, cực kỳ hiệu quả. Ai có vấn đề về bao tử thì trung bình một ngày mình uống khoảng 6 muỗng, và mình uống hơi đậm đặc một chút giống như cháo loãng vậy đó, thì khoảng một tuần lễ sau thôi thì hoàn toàn gần như cái hiện tượng bao tử đó là cải thiện hoàn toàn. Và có những cái chỗ gọi là công nhân đó chị, nguyên một cái công ty hầu như ai cũng bao tử hết, và bán được cho một người công nhân bao tử thôi là nguyên công ty đó mua protein của em quay luôn. Cho nên á là anh chị cái thí nghiệm này rất dễ, đi đâu nhớ cầm theo cái chanh, cầm theo cái đồ cắt cái chanh nữa, rồi hũ protein này nữa, với giấy quyền nữa là có thể bán protein mình xỉu rồi, đúng không ạ? Có thể họ không phải là người đau tử, nhưng mà trong nhà họ chắc chắn sẽ có người đau tử. Tại vì mình biết cái vấn đề bao tử là vấn nạn tại Việt Nam của chúng ta, hầu như ai cũng bị hết, đúng không chị? Và nếu như chúng ta bị bao tử là cái hơi thở của chúng ta nó sẽ bị có mùi. Cho nên là chúng ta cũng giải quyết vấn đề bao tử xong là cái vấn đề phía trên cũng được giải quyết luôn. Cho nên đây là một cái lợi thế rất là lớn để cho các anh chị có thể hình dung. Rồi, bây giờ anh nhờ Tuân, Tuân có thể mang cái giấy quỳ này. Rồi, ok. Cầm theo cái bảng màu này đem xuống dưới cho mọi người coi, coi chừng rớt này nha. Rồi, các chị có thể quan sát và chụp hình ạ. Các chị thấy là giữa một người được uống protein Amway và một người chưa được uống protein Amway, thì cái bao tử của người chưa được uống thì vẫn còn cái dịch axit, giấy quỳ vẫn đỏ như thường, mặc dù nãy giờ mình để bên ngoài cho nó bốc hơi bớt rồi đó. Còn một người á mà được uống protein Amway thì ngay lập tức cái dịch axit trong bao tử được cân bằng và nó trở lại bình thường. Vậy thì người đó còn rát còn đau không anh chị? Mình rát mình đau là tại vì axit nó va chạm với vết thương của mình, cho nên mình rát mình đau. Bây giờ không còn axit nữa, không va chạm vết thương của mình nữa, thì làm sao rát và đau được nữa. Bên cạnh đó, protein nó sẽ tạo ra một cái lớp màng, nó tráng qua cái vết thương, tạo lớp màng tráng qua vết thương và tái tạo lại cái vết thương của cái người bị đau bao tử. Vậy thì nếu như chúng ta chỉ có hơi đau đau thôi mà mình ỉ y thì đến một ngày đó hình thành vi khuẩn HP mà nói là chuyển qua ung thư rồi, bây giờ phải cắt, thì lúc đó hối hận không kịp nữa, đúng không? Và đầu tư cái gì mình không biết, có thể lãi có thể lỗ, nhưng mà đầu tư cho sức khỏe là thông minh nhất. Đầu tư cho sức khỏe là cái loại đầu tư không bao giờ lỗ, tại vì anh chị đưa vô người của mình chứ không có đưa vô người của ai hết, đúng không? Vậy thì xong cái bước thí nghiệm này gọi là bước số 3. Bước thứ nhất là giới thiệu sản phẩm, bước thứ hai là chuẩn bị công cụ minh họa, bước số 3 là giải thích tại sao tôi phải thí nghiệm như thế này, và bước thứ 4 là nói về cảm nhận của mình dùng sản phẩm này, được không anh chị? Và nhớ một cái câu là em dùng em thấy, tôi dùng tôi thấy, hoặc là anh dùng anh thấy, chị dùng chị thấy, được không? Mình phải nói là mình dùng như thế nào và mình thấy như thế nào. Mình cảm nhận rất sâu sắc ở chỗ mình, thứ nhất mình cũng bị đau bao tử các anh chị. Thứ hai là cái da trước đây hồi xưa là mình bị mụn bọc, tức là nó rỗ luôn. Nhưng mà khi dùng protein là cải thiện rất là nhiều, cả gia đình đều phát hiện điều đó luôn. Rồi thêm cái nữa là mình còn đi kinh doanh sản phẩm này nữa, cho nên bán cho rất là nhiều người có vấn đề về bao tử là hiệu quả, người ta quay lại. Hầu như đã bán protein rồi thì các anh chị không có sợ là người ta than phiền, complain gì hết. Chỉ có một trường hợp là người ta cảm thấy nó uống nó hơi lạc thôi, thì lúc này anh chị phải nói là như vậy nó mới thực sự là tốt. Còn nếu người ta cần mình có thể thêm chút nước trái cây hoặc chút đường, nhưng thực tế là uống trắng uống không như thế này là tốt nhất, các anh chị nhớ nha, là tốt nhất, là ngon nhất, sau này họ sẽ ghiền luôn. Rồi bước cuối cùng là gì ạ? Bước cuối cùng là chốt sale, phân tích về giá. Các anh chị lúc này phân tích với giá, so sánh với thịt bò, so sánh với yến xào, so sánh với nước biển, đúng không? Nước biển vàng. Rõ ràng là của mình lợi hơn rất là nhiều, và bù lại là cơ thể của họ sẽ có được những cái vấn đề tuyệt vời. Đó. Vậy thì hôm nay chúng ta đã nghe về cái protein này rồi. Và những người bị đau bao tử một ngày chỉ là uống 6 muỗng là hiệu quả rất là cao. Và ở trong hội trường chúng ta, anh chị nào cảm thấy protein của mình tuyệt vời ạ? Tuyệt vời không anh chị?
Quá là tuyệt vời, các anh chị đã muốn dùng protein này chưa ạ? Và các anh chị có muốn học cái thí nghiệm này để đi chia sẻ cho mọi người không ạ? Các anh chị đầu tư một muỗng protein vừa uống vừa đi làm minh họa thì bảo đảm chị từ một hũ protein nó có thể ra 5 hũ, 10 hũ, thậm chí là cả 100 hũ protein. Còn chị không bắt đầu bằng một hũ protein thì nó không có ra hũ nào nữa hết, đúng không? Ok, rất là tuyệt vời, cảm ơn các anh chị rất nhiều đã chú ý lắng nghe và chúc cho các anh chị có một cái sức khỏe thật sự tốt và chúc chúng ta có một cái doanh thu protein tốt để giúp đỡ cho nhiều người có sức khỏe tốt nữa, đúng không ạ? Cảm ơn anh chị rất nhiều. Dạ, xin nhường lại cho tôi. Các anh chị hãy vỗ tay để cảm ơn lãnh đạo mình rất là nhiều, đúng không ạ? Và qua phần chia sẻ của lãnh đạo mình thì cho Tuấn hỏi là trong khán phòng này bao nhiêu anh chị tin là hôm nay mình về mình sẽ làm và chia sẻ giống như anh Bình ạ? Các anh chị Tuấn tin chắc chắn là các anh chị sẽ có doanh số rất là lớn. Và để tiếp theo chương trình ngày hôm nay thì Tuấn sẽ mời lên đây một nhà phân phối lãnh đạo, anh thì cũng rất là tâm đắc sản phẩm protein, và Tuấn, các anh chị hãy cùng vỗ tay thật lớn để Tuấn mời lên đây anh Vũ Tiến Kiên ạ. Lời đầu tiên thì Kiên xin được gửi lời chào chúc sức khỏe đến tất cả các anh chị và các bạn đang có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Nói sao vậy ta? Nãy giờ lãnh đạo mình chia sẻ hết rồi, sản phẩm thì quá tốt rồi đúng không ạ? Và mọi người chắc cũng đã dùng. Kiên chia sẻ một chút tâm đắc về cái protein cũng như cái Nutrilite. Thì thời gian trước thì Kiên cũng may mắn được biết đến cái cơ hội Amway này, và sau khi mà Kiên hỏi lãnh đạo là tìm hiểu cái Amway này như thế nào và ở đâu, thì lãnh đạo hướng dẫn Kiên lên Bixi, là học viện Bixi của Amway để đi học về Nutrilite. Thì khi mà Kiên học về Nutrilite thì học cũng khá là nhiều cái dinh dưỡng chứ không riêng gì protein. Nhưng mà khi học xong rồi á, tại vì ngày đó Kiên chưa có kinh doanh Amway, Kiên mới mở thẻ thôi, thì Kiên mới hỏi lãnh đạo là bây giờ em muốn dùng cái Nutrilite này thì mua ở đâu. Thì ngày đó thì Kiên có nhờ chị Nhã Thu dẫn lên 391 để mua. Thì khi mà được học về Nutrilite ở trên học viện Amway á, thì mình mới nhận ra một điều là những cái sản phẩm này á, thì thực chất là lâu nay mình không biết và nó đang rất là tốt nhưng mình không biết, và mình muốn mua để mình dùng cho gia đình. Thì Kiên ở có hai vợ chồng thôi, thì Kiên nghĩ là mua về cho bà xã của mình dùng, tại vì là ngày đó thì bà xã Kiên sức khỏe không được tốt. Thì Kiên có nhờ chị Nhã Thu dẫn lên trên này ngay đây ở dưới lầu để mua cái sản phẩm. Thì mới đầu thì học về đáp ích và các vitamin khoáng chất ấy. Sau đó thì chị Nhã Thu mới nói với Kiên là cái hũ này rất là tốt, em mặc dù chưa học tới nhưng em cứ mua em dùng thử đi, rất là tốt. Thế là hôm đấy Kiên mua cũng khá. Và Kiên mua về thì cho Kiên đi học, Kiên có kiến thức nên là Kiên bảo là bà xã Kiên là cứ dùng đi, chứ cái sản phẩm này rất là tốt đó, anh học anh thấy tốt anh mua về cho em dùng. Vì trước đây á, thì bà xã Kiên á, có sức khỏe không có tốt. Những cái gì mà liên quan đến sản phẩm á, thì nãy giờ lãnh đạo mình đã chia sẻ hết rồi. Kiên xin chia sẻ một cái cảm nhận, một cái thực tế từ vợ mình dùng nó như thế nào. Thì cách đây hơn 3 năm về trước, tức là Kiên biết đến Amway 3 năm về trước á, thì Kiên mua sản phẩm á, thì bà xã Kiên có một sức khỏe nè. Không phải là hôm nay mình kể ra hay là nói ra để mình thần tượng hóa cái protein hay cái sản phẩm của Amway, và mình kể câu chuyện này, câu chuyện thật trong gia đình mình. Tức là vợ Kiên thì có sức khỏe không có tốt. Khi mà gần nhà Kiên á, là có một cái tiệm thuốc Tây á, là tiệm thuốc Tây Phạm Vân. Thì bà xã Kiên á, là hầu như cái tháng nào mà uống thuốc Tây mà ra cái tiệm đó hai lần trong tháng là nó tháng là ít. Còn hầu như là cứ hàng tuần á, sức khỏe mà tức là đi làm về là cứ sổ mũi, nhức đầu với lại cảm sốt thường xuyên luôn. Và thậm chí là mình ra cái tiệm thuốc Hoàng Vân đó mình mua á, là cái chị vợ đó là biết tên và quen luôn, quen bà xã mình luôn và giống như bạn rồi đó. Mỗi lần mà có thuốc bổ gì á là nhắn ra lấy cái thuốc bổ đó về dùng.
tức là quen đến mức độ như vậy. Và khi mà hầu như là ra là nhiều khi mình chưa có nói bệnh gì là chị cũng đã biết là lấy cái thuốc gì rồi đó, tức là đến mức độ như vậy á, tức là dùng thuốc thường xuyên như vậy. Một cái nữa là về cái mất ngủ, chứng mất ngủ của bà xã mình nhé, là hầu như là mình rất là rầu, tức là sáng sớm ra là nói đêm qua em ngủ chừng được tiếng hai tiếng, tức là hầu như kéo dài hoài bao nhiêu năm trời vậy đó. Mình cũng không biết cách nào cả. Các bạn biết không, mình đi mua đủ các loại thuốc cho uống cũng không hết, và mình đi hỏi người ta thì người ta bảo là đi lấy cái lá nhãn lồng để về uống cho vợ ngủ, cho ngủ được. Mà ở Sài Gòn thì tìm cái lá nhãn lồng nó rất là khó các bạn, tức là mình tìm và nhờ người đi hái và nhờ người mua, mình đặt ở ngoài chợ, cái chị bán rau là chị tìm chị mua dùng uống để ngủ được, tức là cái chứng mất ngủ. Cái chứng nữa là gì, là khi mà dị ứng các bạn, tức là mình hay nói chơi với bà xã đấy, bây giờ chắc chỉ có đưa em nhốt trong lồng kính chắc không bị gì thôi, chứ còn bây giờ tức là đi về quê nha, đi ngang cái đống rơm hoặc là cái chỗ người ta cắt lúa các bạn, là nổi mà đai ngứa không chịu được. Còn một cái nữa là hầu như quanh năm là không biết ăn, không dám ăn. Nếu mà có một cái may là ăn cơm không bị dị ứng thôi. Và hầu như tinh bột, gọi là dị ứng tinh bột đó, thì sáng ăn bún này, ăn phở này, hoặc là đặc biệt là ăn bánh mì là dị ứng là nổi đầy người hết, lúc nào cũng vậy. Và mình biết là mình quen là mình tìm mọi cách, mỗi lần bị dị ứng á, là mình tìm mọi cái loại dầu rồi mình xức thì nó không hết. Vô hình dung hôm đó mình bí quá, mình không biết làm sao hết. Mình phải lấy rượu đế, mình đổ vô người, tức là nổ dị ứng là tụt huyết áp. Thì mình lấy rượu đế mình sốt, đổ vô người thì tự nhiên nó lặng hết. Tức là từ đó đến đi là trong nhà Kiên lúc nào cũng có một chai rượu đế nhé. Là mỗi lần bà xã bị dị ứng là Kiên lấy rượu đế em sức. Và có một lần á, là bà xã Kiên á, hôm đó là ba Kiên vô rồi đứa em đi Đà Lạt xuống nữa, thì buổi tối á, thì mình kể câu chuyện này thực tế và tại sao mình kể câu chuyện này. Và khi mình dùng sản phẩm của ông Quay thì bà xã Kiên thay đổi như thế nào. Thì ba Kiên ở Đắk Lắk xuống thì đứa em đi Đà Lạt, nó lên chạy xuống nó chơi. Thì ăn cơm rất là sớm, thì 9-10 giờ rồi, nó bảo em thèm bánh mì quá. Bánh mì Sài Gòn qua châu quay rất là ngon. Thế là ra mua về ăn thì bảo chị ngồi ăn chung luôn. Thì bà xã kia đó thì lâu rồi, tức là những cái gì mà ăn về dị ứng là không ăn, nên là để sợ ngứa nữa. Nên là hôm đó thì cũng ngồi vui trong gia đình, không biết kia được bao nhiêu phút rồi nữa. Thì ngồi vui trong gia đình thì ăn có một chút xíu rồi. Thì lúc đó là 10 giờ đêm rồi, là bắt đầu dị ứng nổi lên khắp người hết và tụt huyết áp. Và lúc đấy là hôm đó là xui, thì lâu rồi không có dùng, không bị dị ứng nên là hết rượu không đi mua. Mình đi đập cái cửa nhà bà hàng xóm đó mình mua rượu đế thì bà ngủ mất tiêu rồi, không gọi cửa được. Thì Kiên với bà xã thì ngủ trên gác, Kiên cứ chạy lên quán không biết làm sao hết. Cái là ba Kiên với đứa em gái thì ở dưới, thì Kiên mới bảo là thôi em ráng anh chạy đi anh sang tiệm khác anh mua thử xem có không. Thì Kiên chạy đi, thì Kiên vừa xuống thì bà xã Kiên chịu không nổi với bò theo xuống. Thì cái cầu thang này, cái nhà cũ cái ở nó dốc, là đi lên nửa cầu thang thì rơi tự do xuống luôn, tức là nó rớt một cái tự do xuống đất. Như là mà hôm đó chắc là mẹ Kiên đỡ bà xã Kiên đó, hoặc là con gái Kiên đỡ gì đó, nên là không có bị đập đầu vô cái cạnh cột. Mà rớt một cái tự do thì may cái đầu là đập vô cái thùng nước 20 lít ấy. Thì mình bảo là mình bắt đầu xong rồi, kiểu này là xong rồi, mình nghĩ là xong rồi đó. Là ba Kiên là lúc đó em út là khóc quá trời luôn, mình có chết đâu. Kiểu này mình la lên là cái lúc cái bà được bán rượu đế bên cạnh là mình gõ cửa mình mua để mình về mình sức cho hết dưỡng đó, là không có nghe. Mà lúc mà vợ Kiên rớt tự do mà cái mình la là bà giật mình, bà dậy bà chạy con, tức là cấp cứu cả đêm luôn. Thì mình bảo không biết làm sao nữa, tức là sức khỏe yếu đến mức độ vậy, là thuốc tây là cứ dùng liên miên vậy đó. Mình rất là sợ, thứ nhất là không ngủ được, để mất ngủ liên miên luôn, rồi là bị dị ứng này, ăn cái gì vào là cũng đổ dị ứng hết, rồi là cứ cảm sốt lúc đầu. Thì mình không biết là Nutrilite nó tốt như vậy, nhưng mà khi mà mình học về Nutrilite cách đây 3 năm thì mình nhớ thời điểm đó đầu 2005, đầu 2015 thì khi mua về thì dùng thì bắt đầu cũng không nghĩ là nó sẽ cải thiện, mình không thấy được, tại vì là ngày 1, ngày 2 Nutrilite nó không thấy ngay được, mà nó phải có thời gian. Thì mình cứ dùng đều đặn, biết nó tốt thì mình cứ mua cho bà xã dùng. Thì một thời gian đó, thì mình để ý là ồ, cái sức khỏe đó từ từ nó cải thiện dần. Thì khoảng 1 năm đầu đó, là cái tình trạng mà đi ra tiệm thuốc tây để mua thuốc tây để uống đó, là hầu như là nó giảm khoảng 50% rồi, tức là nó giảm mình thấy rõ luôn.
rồi bắt đầu cái giấc ngủ bắt đầu cải thiện dần. Và hồi đó thì Kim có nhờ nữa là anh Hiếu, chị Thu cũng chỉ cho cái cách dùng Nutrilite, rồi nhờ thầy Lưu nữa, thầy Lưu là bảo trợ quốc tế ưu tiên, thì thầy cũng kê đơn cho dùng cách dùng như thế nào. Thì sau đó thì sau một thời gian á, thì năm đầu á, thì còn lác đác là dùng thuốc tây, nhưng mà 2 năm trở lại đây á, là hầu như là bà xã kia là không biết thuốc tây là gì, và đến bây giờ á, là ăn cái gì cũng không bị dị ứng nữa, tức là không có ngứa, không có sáng sớm là ăn bánh mì hay gì vẫn bình thường, tức là không biết nó cách thay đổi tế bào, thay đổi cái gì trong cơ thể không biết, nhưng mà bây giờ dị ứng là mất luôn này, ngủ được, và cái chuyện mà dùng thuốc tây là không nữa. Lâu lâu hôm nào tái nốt trở trời á, mà bị ho sổ mũi á, thì Kiên cũng không cho uống thuốc tây luôn. Kiên bắt nhai C, tức là cứ ngày á, là nhai khoảng 3 lần, một lần 2-3 viên nhai, uống nhiều nước. Và một ngày như vậy là uống khoảng 5 cái viên, một lần như vậy là uống 5 viên B, hoặc là cứ ngày 15 viên B. Tức là mỗi lần bà xã Kiên bị mà lâu lâu bị cảm là Kiên dùng cái Rotidin, là Kiên dùng bắt dùng vô là tăng liều Rotidin lên. Là sau khoảng 1-2 ngày là tự cái cảm xúc, tự cái bệnh lặt vặt nó tự nó biến mất luôn, chứ không có vô dùng thuốc tây. Tức là Kiên không nói sạo, nhưng đúng 2 năm trở lại đây á, là hai vợ chồng Kiên là Kiên không cho dùng thuốc tây nữa. Mỗi lần mà có liên quan đến trở tái vô trở trời, sức khỏe không tốt hay gì đó là Kiên điều chỉnh bằng Nutrilite, tăng liều lên, trong đó có protein và vitamin khoáng chất, thì sức khỏe nó thay đổi và nó hết bệnh, chứ không có dùng thuốc tây. Đó là cái sự thật mà Kiên nói, Kiên không mua thuốc tây nữa. Đó là cái điều tuyệt vời, và phải nói cảm ơn Amway, cảm ơn Nutrilite và cảm ơn chương trình. Xin cảm ơn. Cảm ơn các chị thấy phần chia sẻ tâm đắc sản phẩm của anh Kiên rất là tuyệt vời đúng không ạ? Còn anh Kiên thì mất ngủ rất là lâu và bị dị ứng rất là nhiều với các loại đồ ăn, và sức khỏe rất là yếu, nhưng mà anh gia đình anh Kiên đã có một cái phúc rất là lớn, đó là tiếp xúc được với Amway và xài được Amway. Và hôm nay thì vợ anh Kiên đã rất là khỏe rồi và cùng anh Kiên đồng hành làm Amway. Chúc mừng anh Kiên. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tới với một phần chia sẻ. Trong 3S Champion các anh chị thì có một cái phần gọi là phần chăm sóc khách hàng vô cùng quan trọng. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe một vài cái trường hợp và kinh nghiệm của chị. Chị thì làm công việc đó là chăm sóc khách hàng rất là tốt. Vậy các anh chị hãy cùng vỗ tay thật lớn để con mời đến đây chị Diễm Hương ạ. Cho Hương xin gửi lời chào đến tất cả cô chú, anh chị và các bạn ở trong các phòng ngày hôm nay ạ. Thật ra thì Hương đứng lên đây để chia sẻ một chút ít kinh nghiệm cũng là sự ưu ái của các anh chị lãnh đạo. Tại vì Hương kinh nghiệm không nhiều, nhưng mà thông qua những cái lớp học về 3S Champion á, thì Hương rút ra được một điều, đó là trước khi mình muốn có được khách hàng thân thiết, mình phải là bạn khách hàng trước. Thì sau giờ làm thì đa số là Hương hẹn được khách hàng, không hẹn được khách hàng là sẽ tới, không hẹn trước, chỉ tới những cái nhà người bạn, không phải là bán hàng, nhưng mà tới để mình nâng cấp mối quan hệ. Thì những khách hàng của Hương đó, đa số là không phải là từ những người bạn đó, nhưng mà những người bạn đó chỉ là quý mến mình thôi, mặc dù không sử dụng sản phẩm nhưng mà có giới thiệu khách hàng. Thì cái khó khăn ở đây á, là những cái người đó không sử dụng sản phẩm của mình nhưng mà giới thiệu cho những người kia, thì người ta lại không có tin tưởng mình. Thì khi mình giới thiệu sản phẩm thì cái đó là giống như là mình bắt đầu là từ đầu, phải tới mình phải tạo cái mối, nâng cấp mối quan hệ người đó nữa. Thì để Hương kể cho tất cả các anh chị đây nghe một cái câu chuyện, là cái người cô là làm bên thực dưỡng là dưỡng sinh, không có tin gì luôn như like mình đâu, là không có dùng luôn. Nhưng mà bữa đó Hương mới chia sẻ cái clip về bên là cái chị bị ung thư á, thì cô có người bạn bị ung thư, thì cô mới giới thiệu cho Hương. Thì lúc đầu á, là Hương chỉ là giống như mình giới thiệu sản phẩm, mình không nên mang nhiều sản phẩm tới quá, thì Hương chỉ đem một vài món cơ bản thôi. Thì Hương đi tới đó thì nhà đó nhìn mình giống như cặp mắt lạ lắm. Nói là hỏi con làm gì, cái Hương mới nói là Hương làm mà văn phòng kế toán gì đó. Này, bây giờ cũng có nạn đi bán thuốc dạo nữa. Cái cô đó thật sự là cái cô đó là giống như là coi mình giống như là đi bán thuốc dạo thôi, là không có tôn trọng, giống như không tôn trọng luôn á.
là cái chị đó mặc dù chị đã hẹn với mình nhưng mà chị không có tôn trọng cuộc hẹn mà chị đã đi. Chị nói là cứ để hàng ở đó, nhưng mà do là mình làm ông quay thì mình phải tới mình giao hàng, mình hướng dẫn cho nó cách dùng chứ không thể nào để hàng vậy. Mặc dù ở Hóc Môn xa nhưng mà nó hơi để bữa sau không tới, thì bữa sau chị có nhà nhưng mà chị không gặp. Chị nói là về chị mệt đó, tại chị bị ung thư mới đi xạ trị á. Thì Hương nói thôi bây giờ tạm thời Hương gửi là, nhưng mà chị khoan hay dùng, để bữa chủ nhật á em nghĩ là mấy em lên em sẽ hướng dẫn chị cách dùng luôn, đồng thời hướng dẫn cho Lê Sơn luôn. Thì khi mà mình lên nhiều lần vậy, người ta thấy được cái sự nhiệt tình của mình. Thì cái chị đó là lúc đầu á thì thông qua hỏi thì đúng là cái người mẹ đó đó, là người ta dùng sữa non, người ta không có tin luôn như đai của mình đâu, người ta dùng sữa non. Thì sau nhiều lần tới, chị đầu tiên mà chị dùng những cái sản phẩm đó, chị cảm nhận được cái sức khỏe của chị. Thì chị nói là chị tin Nugilai, chị tin ăn quay nên chị dùng, cho nên là em đừng có quan tâm mẹ chị nói gì hết á. Thì chị đã tin chị dùng. Thì lúc đầu á thì chị dài sản phẩm thôi, cái sau đó chị đặt thêm. Mỗi lần mình lên thì cái người mẹ đó là có cặp mắt khác, ta nhìn mình ta không có giống như vậy, ta vẫn cười chào hỏi. Cậu lúc đầu hỏi gì cũng không biết chứ, ông ta không muốn nói á. Bây giờ là chị đã đều đặn là tái sử dụng là lần thứ ba rồi. Mỗi tháng thì nhưng mà cái khả năng cải thiện cái sức khỏe ung thư của chị cực kỳ tốt. Lúc đầu thì mặt của chị hốc hác mà xanh lắm. Bây giờ là chị xạ trị á, hóa trị á thì cái tóc rụng hết rồi. Mà khi mà chị chụp tóc giả vô là không ai biết chị ung thư chứ. Cái da chị căng lên mà sáng nhìn đẹp lắm. Cô của em cũng là giật mình luôn đó, là lý do tại sao mà cái chị này bị ung thư mà lại ngày càng đẹp ra, cái da căng không còn nếp nhăn luôn. Thì chỉ đơn giản chỉ dùng là một tháng là 3 hũ protein, gần 4 hũ body key kết hợp omega 3 đó của Yến. Gan, bây giờ là chỉ nhìn hôm tết chị chụp hình chợ hoa mà mình không có nghĩ là chị bị ung thư luôn á. Chị sức khỏe chị cải thiện rất là tốt. Những người khách hàng không tin tưởng mình, nhưng mình đi tới khách hàng một cái tâm sự nhiệt tình của mình thì khách hàng mình sẽ tin tưởng. Và cái chị này hôm 8 tháng 3 là Hương có điện thoại chúc tết chị, thì chị cảm ơn, chị gọi là cảm ơn, chị nói là những lời chúc của em sẽ thành hiện thực nếu như em hỗ trợ giúp cho chị cung cấp đầy đủ dinh dưỡng chị, thì chắc chắn lời chúc của em sẽ thành hiện thực. Rồi em cảm ơn. Các anh chị vừa được lắng nghe phần chia sẻ về cái kinh nghiệm chăm sóc khách hàng của chị Hương rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Qua phần đó thì Tuân ở dưới, Tuân ngồi Tuân lắng nghe rất là kỹ và Tuân học được chị Hương, đó là cái sự nhiệt tình. Chị Hương rất là nhiệt tình và cái sự cho đi rất là nhiều. Mặc dù ở rất là xa nhưng mà chị Hương cũng cố gắng tới gặp họ rất là nhiều. Vì khi chúng ta đi làm Amway các anh chị, là những cái lần đầu tiên mà chúng ta gặp khách hàng là luôn luôn bị khách hàng nhìn với cái ánh mắt của là hình viên đạn. Nhưng mà chị Hương đã có thể hóa giải từ viên đạn thành viên ngọc. Các anh chị thấy tuyệt vời đúng không? Các anh chị vỗ tay để cảm ơn chị Hương nhé. Và ngay sau đây tôi sẽ mời lên đây chị Nhã Thu. Chị sẽ chia sẻ một vài cái kinh nghiệm quý báu trong cái việc công cụ sử dụng dự án RSM. Xin mời chị. Không biết cũng hơi trễ rồi mà Thu chỉ cần khoảng 5 phút để chia sẻ cho tất cả các anh chị thôi. Vừa qua thì hồi nãy các anh chị có thấy rằng là trong lúc lãnh đạo Bình sử dụng cái công cụ protein á, thì trên màn hình của chúng ta đã xuất hiện cái trang web, đúng không ạ? Điều này có nghĩa là gì? Tức là các lãnh đạo của hệ thống chuẩn bị sẵn cái trang web có tên là kinhdoanhbenvung.com. Tức nghĩa là gì? Trong trường hợp tất cả các anh chị ở đây lỡ may không có tờ công cụ, hoặc là nhưng mà tôi tin rằng bất cứ lúc nào ở đâu cũng có khả năng có được internet hết, cho nên thì lúc này các anh chị chỉ cần vào cái trang đó là kinhdoanhbenvung.com, cái tên miền này các anh chị vào internet, vào kinhdoanhbenvung.com và sau đó chúng ta vào kiến thức kinh doanh, thì chúng ta sẽ chọn được những cái sản phẩm nào chúng ta muốn trình bày, tại vì tất cả các công cụ đều được upload ở trên này hết. Và không những là có kiến thức kinh doanh, các anh chị còn có thể những cái hình ảnh trước và sau sử dụng, trong đó có triết lý kinh doanh của Amway, những cái chương trình là Pro Summer, rồi OBB, Happy Meal, tất cả đều có ở trong này. Cho nên chúng ta bây giờ làm kinh doanh, chúng ta cần phải có được những cái gì ạ? Có điện thoại, chỉ cần có cái điện thoại, có internet thì chúng ta có thể triển khai được ý tưởng kinh doanh của mình, cũng như chia sẻ được tất cả những điều mà chúng ta cần nói đến khách hàng của chúng ta. Thậm chí là chúng ta còn làm được một việc nữa là gì ạ? Bấm cái đường link này nè, copy đường link này gửi cho khách hàng của chúng ta.
tiền không ạ? À? Copy, dán qua, gửi qua là xong thôi, đơn giản là như thế. Cho nên có cần chỉ cần các anh chị chỉ cần có một cái điện thoại, nhớ là điện thoại phải vào được internet nha các anh chị nha. Rất là nhiều thứ. Vì sao bổ sung B complex? Các anh chị cứ vào bài này xong rồi copy gửi ra cho người ta là xong à. Copy đường link á. Rồi, và bây giờ Thu cũng thêm một cái ý tưởng nữa, tại vì bài chia sẻ cuối cùng của ngày hôm nay đó là một bài tuyệt vời nhất. Cho nên là Thu không chiếm thời gian nhiều. Vừa qua thì các lãnh đạo của hệ thống đã có cùng với một số các nhà phân phối của chúng ta có một cái cuộc họp. Các chị thân mến, cái điều mà chúng ta cần đến lớp học này nhất thì có phải đó là kiến thức chúng ta nhận được của ngày hôm nay đúng không ạ? Và cho nên là Thu được biết tất cả các chị có rất là nhiều anh chị ở xa không có điều kiện để đến đây ngày hôm nay, cũng như là nhiều khách hàng của mình mời đến nhưng mà cũng vẫn chưa có điều kiện để đến ngày hôm nay. Cho nên rất là nhiều các anh chị đã sử dụng một cái công cụ, đó là sử dụng cái điện thoại của mình để live stream cho khách hàng của mình xem. Thu có một cái thống kê như thế này, và Thu cũng từng làm thử. Thật ra thì nếu mà chúng ta không phải là người nổi tiếng, chưa là người nổi tiếng, thật ra chúng ta live stream các bạn sẽ để ý có một người đang xem, và xem xong hồi người ta cũng tự động người ta thoát ra, tại vì người ta cũng đang không hiểu người ta đang xem cái gì. Và nếu mà đặt trường hợp mình cũng giống như vậy, nếu mà các bạn đang vô tình đi vào trên Facebook và các bạn thấy một người nào đó live stream, bao nhiêu các bạn dừng lại xem từ đầu cho đến cuối, các bạn có thể giơ tay nói tôi được không ạ? Hầu hết là không. Đồng ý không ạ? Chúng ta cũng đang không xem của những người khác, cho nên các bạn cũng sẽ hình dung tương tự, họ cũng không xem của mình, ngoại trừ các bạn có một cái thông báo trước đó và bản thân mình hoặc là cái người diễn giả trên đó được ABC một cách rất là tốt thì số lượng người xem sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên, để cho tất cả các chúng ta, bởi vì mục đích của chúng ta tới đây ngày hôm nay đó là thu nhận kiến thức cho mình trước, và khi mình có kiến thức cho mình trước thì mình mới có thể sao chép được tất cả cái hành vi đi học, cái thói quen đi học và cái thái độ đi học của mình đối với tất cả mọi tuyến dưới của mình, cũng như khách hàng của mình, cũng như những người xung quanh của mình. Các chị có đồng ý với Thu không ạ? Thầy Stephen Lim có nói với Thu trong một cái buổi giảng dành cho các lãnh đạo, thầy nói là cái việc sao chép á mà dễ nhất á đó là sao chép thái độ đi học. Cho nên các chị thân mến, hệ thống của chúng ta đã chọn ra bạn Sơn, đó là nhà lãnh đạo Gold Producer Sơn, sẽ đại diện cho hệ thống của chúng ta. Có một cái máy quay phim ở phía dưới, có một máy để live stream cho chúng ta và một cái trang Facebook. Tại vì các chị live stream rồi, có phải live stream trên Facebook không ạ? Thì live stream ở trên cái trang có tên là Pro Summer Success, tức là cái trang fanpage có tên là Pro Summer Success. Và nhiệm vụ của chúng ta chỉ có đơn giản thôi: một, tag tên người ta vào; hai, share cái trang này cho mọi người, mọi người lúc này về xem, bản thân mình cũng có thể về xem lại nữa, tại vì trang này không có bị xóa. Cho nên lúc này các bạn sẽ có được cái tay rảnh rang hơn để làm gì ạ? Để tạo tiếng vỗ tay, tạo ra một cái môi trường rất là vui. Cái thứ hai nữa, rảnh rang hơn để chúng ta ngồi ghi chép lại tất cả những cái bước giống như thao tác anh Bình hướng dẫn, ghi được những cái điểm nhấn. Thì đó chính là những gì mà hệ thống của chúng ta làm. Tại vì nếu mà chúng ta cứ tập trung vào cái máy quay phim thì chúng ta sẽ không tập trung được những gì mà diễn giả của chúng ta chia sẻ. Các chị đồng ý với Thu không ạ? Nếu mà tất cả chúng ta